Vâng, chào các bác nhé. Hôm nay thì em vừa khui được hai con Amly hàng bãi Nhật này các bác này. Đây gồm có Amly Pioneer và Amly Victor. Và cùng với đó là một con đẩy Yamaha ha. Đây, hàng bãi Nhật luôn. Tất cả là điện 100V. Rồi các bác cùng xem Amly đây. Đầu tiên là có Amly mặt đen ha. Đây, Pioneer A535 này các bác này. Đây, 535. Dòng này thì công suất khá là khỏe ha, 160W. Đây, con này thì các bác đánh được ABA cộng B này. Bát chép ba lăng lô nét này các bác này. Đấy, nó hơi tối này các bác, màu đen thì quay nó hơi tối các bác ạ. Đây lô nét này các bác này. Đấy, volume đây. Đấy, dòng này thì chất âm hay. Đấy, những dòng Pioneer thì các bác có thể biết rồi ha, nghe nhạc thì rất là hay. Rồi con này thì cái tầm tiền nó rất là rẻ các bác ạ. Đấy, chỉ hơn 2 triệu một xíu thôi là các bác sở hữu được rồi. Ghép những đôi loa Bát 30 ha, đôi loa Nhật Bát 30 các bác chơi rất là ngon. Rồi, Amly về thì cũng còn rất là mới, các bác xem mặt của nó là không có một vết xước luôn ha. Đấy, rất là đẹp. Rồi và đây là phía trên mặt lưng đây. Đây, đây là cái nước em mới lau sơ sơ cho nó đỡ dơ các bác ạ. Rồi, em sẽ mở bên trong cho các bác xem đây. Đấy, bên trong nội thất của con Amly Pioneer A535. Đấy, một nguồn các bác này. Hai tủ lọc bên đây ha. Và nó chạy 4 sò than xanh đen. Sò là sò Toshiba ha. Đây các bác xem này, đây bốn con sò than xanh đen ha, hai con xanh và hai con đen. Đây nó có cái đời mà nó chạy mỗi sò đen không các bác ạ, còn đời thì nó chạy hai con xanh hai con đen ha. Đây vỉ mặt cũng còn rất là tuyệt vời các bác xem ha, tất cả là còn zin nguyên bản, đây, đã test hoạt động hoàn hảo rồi các bác ạ. Rồi vào đây là phía sau đây, đây phía sau Amly ha, đây, hàng bãi Nhật về. Rồi các bác cùng xem thông số đây, điện 100V này, công suất là 160W. Đây, 160W ha. Đây là những đường vô của nó đây các bác này. Hai cầu loa AB đây. Đây, cầu loa rất là lớn ha. Rồi và các bác cùng xem cái trở kháng đây. Đây. Trở kháng là từ 4 tới 16 ohm. Còn các bác đánh A cộng B là từ 8 tới 32 ohm đây. Đây. Rồi em cũng xin báo giá với các bác luôn. Dòng này thì các bác ghép loa Bát 30 hàng Nhật ha, đánh rất là ngon. Rồi, Pioneer 535 thì em cũng xin bán với các bác là 2.6 triệu là em bao ship ha. 2.600.000 đồng là em bao ship toàn quốc này các bác này. Đấy. Rồi và tiếp theo là một con Amly của hãng Victor. Đây các bác xem thương hiệu Victor đây. Và model là ZS51 này các bác này. Đấy, con này thì rất là quen thuộc ha. Em bán suốt rồi mà. Cứ tầm 1 tháng em về mấy con các bác ạ. Đấy, Victor S51. Rồi các bác cùng xem con này đánh được A, B, A cộng B này. Đấy, bát chép ba lăng đây các bác này. Lô nét đây ha, lô nét đây. Đấy, dòng này thì các bác chơi loa cổ ha, bát 30. Nói chung là những dòng loa nghe nhạc của Nhật đấy. Sansui, Denon, Onkyo, Pioneer ha. Bát 30 thì các bác chơi con này đánh rất là ngon. Nó chơi 4 con sò sắt các bác ạ. Đấy, mặt phay nhôm ha, cũng còn sáng bóng luôn này. Đấy, rất là đẹp. Rồi vào đây là phía trên mặt lưng đây. Đấy, mặt lưng thì nó có hơi bị xấu theo năm tháng nha. Nói chung là hàng bãi về các bác ạ. Nắp lưng thì mình có thể làm lại được ha. Còn em thì em để nguyên bản về cho các bác xài này. Đấy, các bác xem bên hông này. Đây, bên hông của Amly các bác này. Đấy, tất cả là zin nguyên bản ha. Rồi và em sẽ mở bên trong cho các bác xem nội thất đây. Rồi con này bắt các bác chờ em xíu nhé. Rồi các bác cùng xem bên trong nội thất con Victor S51 đây. Đấy, nội thất của nó thì cũng khá là cổ rồi các bác ạ. Một nguồn hai tụ này. Đấy, tụ này nó cũng xoắn xoắn này các bác này. Kiểu như thủ công ngày xưa ha. Họ xoắn chứ họ không có chấm hàn. Rồi và đây là tổng thể bên trong nội thất con Victor S51 đây. Đấy, tụ là rất là nhiều các bác này. Đấy, dòng này thì đánh sò sắt thì rất là khỏe rồi, rất là lực ha. Đánh bát rất lực luôn, các bác xem bốn con sò sắt này. Đấy. Rồi vào đây là phía sau của Amly đây. Đấy, con này phía sau đẹp ha. Con này nó có đường rề cho các bác chơi nữa này. Đấy, rề này hoặc là làm men này. Rồi và cái trở kháng là từ 4 tới 16 ohm. A cộng B là 8 tới 16 ohm.
Rồi và đặt thông số của âm ly đây, điều 100V các bác này, công suất là 110W ha. Đấy, mắc in da băng này. Đấy, 110W thôi mà các bác chơi những đôi loa Nhật bát 30 là vô tư rồi. Anh các bác lưu ý giúp em là những dòng loa hàng bãi của Nhật ha. Rồi con này thì em cũng xin báo giá với các bác luôn, con này thì em đang bán là 3.3 triệu bao ship ha, 3.300.000 đồng là em bao ship toàn quốc này. Đấy, hàng nguyên xin nguyên bản. Rồi và cuối cùng là một con đẩy Yamaha. Đây các bác xem một dòng đẩy Yamaha đây. Đấy, dòng đẩy này thì rất là nhiều bác thích ha. Đẩy Yamaha thì chơi rất là ngon luôn, rất là bền. Rồi con này thì nó có hai cái quai sắt hai bên này các bác này. Và model của nó là B2180. Dòng đẩy 2 cân, 2 volume đây các bác này. Đấy. Một nút nguồn đây. Hai quả tản nhiệt hai bên này các bác. Đấy, con này về thì cũng trong tình trạng là còn đẹp này các bác ha. Các bác có thể thấy này. Đấy, cũng được khoảng 90%. Và tất cả là siêu nguyên bản. Rồi và đây là phía trên mặt lưng đây. Đấy. Rồi em mở cho các bác xem bên trong luôn. Rồi các bác chờ em xíu nhé. Lại bị kẹt rồi các bác ạ. Rồi các bác cùng xem bên trong ha. Đấy, một cái nguồn này. Và hai con tổ nằm bên trong đây các bác này. Tổ nằm phía bên trong đây ha. Và tổng cộng là 16 sò. À xin lỗi các bác ha, 12 sò than nằm bên trong đây các bác này. Bên đây là 6 con này và cùng với đó là 3 con bù áp ha. Và bên đây là 6 con. Ở trên cái vỉ này các bác này. Đấy, trên đây là 6 con ha. Và 3 con bù áp nằm ở giữa đây đây. Đấy, tổng cộng là 12 sò. 12 sò than và 6 con bù áp. Đấy, công suất con này thì được 450W ha. Các bác xem bên trong còn rất là mới này. Đấy. Con này thì còn rất đẹp rồi, các bác xem vỉ mặt ha, còn sáng bóng này. Rồi, và em sẽ quay phía sau. Những cái tản nhiệt của nó rất là lớn, các bác xem ha. Rồi, các bác xem phía sau đây. Đây, rất là tuyệt vời luôn. Rồi, thông số đây các bác này, điện 100V, công suất là 450W này. Mắc in da băng ha. Đây, cầu loa đây. Và đường vô thì các bác có thể vô đường 6 ly này, hoặc là canon. Đấy, bên B này các bác này, bên A này. Đấy, 450W thì các bác vừa nghe nhạc vừa ghép vang hát karaoke ha. Tuyệt vời luôn các bác ạ. Đánh những đôi loa bass 30 là căng đét luôn. Hoặc là các bác có thể chơi được hai đôi loa bass 20. Chẳng hạn như là Pioneer, những dòng loa Boss 301 ha. Hoặc là những dòng BMB bass 20 đấy, hàng của Nhật đấy. Rồi con đẩy này thì em xin báo giá với các bác luôn là 5.500.000 em bao ship ha. 5.500.000 đồng là em bao ship toàn quốc này các bác này. Ở bác nào mà quan tâm thì alo cho em nhé. Đây 0981 38 48 42.